Xin chào cả nhà, đến với clip thứ hai của tuần này ngày 19 tháng 9 ạ. Clip này em lên một số đồ dao, đồ bếp, dao bếp hàng Nhật bãi. Tất cả các dao trong video thì em đã vệ sinh, còn mài bén thì trong video em có mài 2 cây, em test đường mài cho anh chị xem ha. Đây là đường mài của bên em, tất cả các dao từ dao cao cấp cho đến dao bình dân thì bên em đều mài bén trước cho anh chị. Anh chị về việc chỉ việc sử dụng thôi, sử dụng thời gian thì dao nó cũng sẽ cùng anh chị. Thì mình có thể mài lại bằng đá Việt Nam. Nếu là đá Việt Nam mà nó mềm quá, đá Trung Quốc thì nó mềm quá, nó không bén được, thì anh chị nó bén lâu. Thì anh chị có thể liên hệ với em mua đá Nhật ha anh chị. Đá Nhật của công ty Naniva sản xuất ở Long An thì bên em có phân phối cho bên công ty ha anh chị. Mã hôm nay em lên là mã R. Anh chị mua da bên em thì đơn trên 300. Chuyển khoản em phải receive, chuyển khoản em mới phải receive ha anh chị. Còn ship code thì sẽ đồng giá, em bớt ship còn 20.000 một đơn. Mã đầu tiên ạ, R95 100.000. Một lớp thép không rỉ thương hiệu dập chìm Family. Dập chìm 100, lưỡi dài 15,5, rộng 3,7, dày 0,2. Nó hơi có lắm tắm li ti hơn anh chị. R96 100. Đất một hình người ạ. Đất hai hình người thì cái chốt này nó thường nó sẽ không có tốt, nhưng mà thép thì nó tốt anh chị. Lưỡi là 14,5, rộng 3,5, dày 0,2 xăng. R97 250. Da 3 lớp Nakiri, lõi thép của nó. Em xem. Lõi thép hình như nó cũng không có carbon đó anh chị. Không rỉ mấy nha. DB Stainless, thép không rỉ, lõi không rỉ, ốp không rỉ, thương hiệu dập chìm. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,2, dày 0,18 xăng. Cán gỗ ạ. R98 250. Dao rất là đẹp anh chị. Dao 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ, thương hiệu dập chìm, cán gỗ siêu đẹp anh chị. Cán gỗ nó bóng đẹp, chắc tay lắm, cầm mát tay. Lưỡi dài là 16, rộng 4,5, dày 0,2. Dao mới sáng đẹp, bóng đẹp anh chị. 250 thôi. Dao đẹp quá mà 250. R99 70.000 một lớp thép không rỉ anh chị, dao bổ hoa quả. Thương hiệu bắn laser, lưỡi dài là 14, rộng 3,5 xăng, bổ hoa quả. R100 230, thương hiệu dập chìm, lõi thép carbon. Cây này thì lõi thép có carbon này, đường vân lượng sóng anh chị. 230 thôi. Có vài chấm li ti không đáng kể. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,4, dày 0,2. Ốp kim loại, cán gỗ của nó cũng chắc tay, đẹp anh chị. 230. R101 250. Của cây nội địa, một lớp thép carbon nguyên khối. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4, dày 0,2. Cán bị hở, hở quá anh chị. Cán hở quá ha. 250. R102 250, da 3 lớp loại thép có carbon ạ. Ốp không rỉ, cây này vệ sinh mắc logo anh chị. Mà bản đẹp anh chị. Lưỡi da là 16, rộng 4,5, dày 0,2. Bản đẹp anh chị, bóng mới sáng đẹp, ốp kim loại, cán gỗ, chắc tay. Mà không có logo. Logo kiểu logo bán laser yên mực anh chị, vệ sinh nó mắc à. R103 250 này của Toyiro, da 3 lớp loại thép VG10 ạ. Không phải, SD là loại thép không rỉ, ốp không rỉ. DB mới là thép VG10 anh chị. Loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,6, dày 0,2. Phía sau thì nó có hơi lắm tắm li ti nhỏ nha anh chị. Ở trên bề mặt thôi chứ nó không có sâu xuống dưới đâu ạ. Khâu liền, cán gỗ, 3 chốt, full tan. 250. R104 290 ạ, da một lớp thép không rỉ. Cây này cũng vệ sinh mắc logo ạ. Cây này thì em xem lại. Hình như nó có carbon nhẹ nha anh chị. 290. Lưỡi dài là 18, rộng 4,1, dày 0,18 xăng. Khâu liền, cán gỗ, 3 chốt ạ. Full tan 290. Dán dao này thì thái mỏng anh chị, da thái mỏng. R105 900 da Tosu ạ, thép bột. Tosu thép bột ạ.
1900, lưỡi dài là 18, rộng 4,5, dày 0,2. Tô su thì người ta làm đơn giản thôi anh chị, quan trọng là chất thép ha. Thép dao này kiểu dao truyền thống của nó là bằng kiếm anh chị. R106, một lớp thép giấy trắng của Sugimoto 800. Lưỡi Sugimoto, lưỡi dài là 18, rộng 4, dày 0,2 cm. R107, cây này 1 triệu anh chị, thương hiệu Dập Chìm. Tosu thép bột, lưỡi dài là 18, rộng 4,7, dày 0,2 cm. Này lưỡi anh chị về có thể ốp cán vô mình xài ha. Cái cán như vậy mình dễ chế cán mình xài. R108, 250. Này SS, dòng này thép cũng tốt anh chị, một lớp thép không rỉ nha anh chị. Này của này nó cũng thuộc Tosu này, Fushichika gì đó anh chị. 250. Này em không nhớ hãng lắm, nó hơi rổ xíu. Này nó cũng thuộc sản xuất của chi của Tosu á. Lưỡi dài là 17, rộng 4,5, dày 0,2 cm. Cái này thì mình ốp cán vô thôi. R109, 700. Này hàng mới thanh lý. Cái đợt này là hàng gì ta? Cái loại này em không nhớ rõ lắm nó của hàng gì, nhưng mà hàng thanh lý của bên em thì toàn là hàng của hàng VIP của anh chị. Đợt Tosu nè, Tojiro nè. Cái này không phải của ta Satake đâu. Tosu, Tojiro rồi Sabun rồi, toàn là hàng VIP không à. Cái này cũng thuộc hàng VIP á. Lưỡi dài là 18,3, rộng 5,6, dày 0,5 ạ. Nặng 260g. 700.000, cây đề ba rất là bự. Chắc tay. Này anh chị không cần làm cán, để xì xài cũng được nữa. Làm cán thì mình làm giá đẹp hơn xíu ha. 700 ạ. R110, 500 của Sugimoto, một lớp thép giấy trắng. Này 500 anh chị, 500. Dài là 18, rộng 4, dày 0,2. R111, 500 ạ. Này hoàn thiện Nasiri vân búa, da ba lớp lõi thép carbon, cây này không có logo ạ. Lưỡi dài là 17, rộng 4,4 ạ. Lõi thép carbon, đường vân của nó gần thế này anh chị, vân đẹp. 500. R112, 700. Thương hiệu Dập Chìm, Nakiri, thép giấy xanh. Lõi thép giấy xanh ạ, hoàn thiện Nasiri. Lưỡi dài là 16,5, rộng 5, dày 0,35 cm. Ở trên này còn 0,2 cm anh chị. R113, 900 ạ. Dao rất là đẹp anh chị, lưỡi Nakiri này rất là đẹp. Thương hiệu khắc thủ công, hoàn thiện Nasiri. Lưỡi của nó là lưỡi lõi thép carbon, ốp không rỉ. Lưỡi dài là 16,5, rộng 5,3, dày 0,3 cm. Ở trên này còn 0,2 cm. R114, một lớp thép không rỉ, thương hiệu Dập Chìm, 80.000. Lưỡi dài ở này nó hơi rổ dữ ta. Rổ. Lưỡi dài là 16, rộng 5, dày 0,5 cm. Phía sau nó rổ, giá nó còn 80 thôi anh chị. Cái lưỡi này cũng ấy. R115, một lớp thép không rỉ anh chị, 60.000. Dài là lưỡi là 16, rộng 4,1, dày 0,2. Cái thép này nó nhìn nó vàng vàng như vậy anh chị, không phải cháy đâu nha. R116, 50.000 ạ. Cây này dao gọt này của Sekikot nè. Sekikot. Cái dáng dao này giống của Sekikot anh chị. Em cũng có một lô thanh lý của Sekikot, có vài cây. Mà cây này người ta thanh lý người ta không có in chữ, 50.000 thôi. Lưỡi dài là 12, rộng 3,2. Cái dáng dao rất là đẹp luôn anh chị. R117, 80.000 ạ. Cái lưỡi này thì chắc của hàng đã qua sử dụng. Lưỡi dài 14,5, rộng 2,6. 14,5, rộng 2,6 ạ. 80.000. R118, 200. Lưỡi này của gì? Cai Sinh, Cai Sinh. Cai Sinh ạ. Thép của nó là dòng thép AOS 8A.
LS8A lưỡi siêu mỏng, thái nhỏ, lưỡi dài 18 rộng 3, dày 0,15 cm, 200k sinh. R1 1950, microwave, super microwave, thương hiệu dập chìm. Này đường vân thế này anh chị ha, người ta dập. Lưỡi dài là 15 rộng 3, dày 0,18 cm, thương hiệu dập chìm. R120 180, thương hiệu bắn laser, này của Đức. Dao đề 3 này xài thích anh chị. Tay cầm nó dài nè. Lưỡi một lớp da, một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài là 16 rộng 4, dày 0,2 cm. Này anh chị nào mà ít xài ít lóc thì mình mua mấy cái này cũng chị mình xài được. Nó nhỏ gọn mà nó thép không rỉ á. R121 130.000, thương hiệu bắn laser chữ Win S. Nó còn hơi mờ. Cây này cũng một lớp nguyên khối thép không rỉ. Lưỡi dài là 10 rộng 4, dày 0,2, cán gỗ 2 chốt. 130. R122 200, cây này khá là đẹp, thương hiệu dập chìm. À, thương hiệu bắn laser anh chị. Soberano của Japan Sungrab. Một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài là 11 rộng 4, dày 0,4, nặng 150g. Cán của nó là ốp cán gỗ anh chị. Cầm chắc tay. R123 300, thương hiệu dập chìm Masamoto. Masamoto mà có dòng này ta. Thương hiệu dập chìm. Lưỡi dài 10 rộng 2,5, dày 0,2, một lớp thép không rỉ anh chị. Khâu liền cán gỗ, chắc tay. R124 100, lưỡi dài là 13,5, rộng 2,7, một lớp thép không rỉ, cán gỗ. R125 150, một lớp thép không rỉ, này của Satake. Lưỡi dài là 13,5, rộng 2,7, dày 0,2, thương hiệu bắn laser, nó còn hơi mờ anh chị. Bắn mực, yên mực, khâu liền cán gỗ 3 chốt. 150. R126 150, một lớp thép không rỉ. Cây này bắn laser mắc tên hãng nha anh chị. Cây này giống của cây, quên tên cây này không ta. Lưỡi dài là 12 rộng 2,8, dài 0,2 cm. Cán của nó vân búa, cán vân búa. 150 cho dao gọt Betty. R127 dao gọt Betty. Này giống của Fusuchika. Một lớp thép carbon nguyên khối, dài lưỡi là 12 rộng 2,5, dày 0,18 cm. Phía sau hơi rổ xíu anh chị ha. Câu liền cán gỗ full tan. R128 90.000, một lớp thép không rỉ là của Đức. Khâu nó hơi, cái chốt nó hơi xấu. Cây này em bán 60 thôi anh chị. Sửa giá là 60 ha. 128. R129 160 của Picasso, rất là đẹp, thương hiệu dập chì, một lớp thép không rỉ, thép molybdenum. Lưỡi dài 13 rộng 2,4, dày 0,2, khâu liền cán gỗ full tan. R130 dao bản chặt, loại này dài 21,5, rộng 9,5, dày 0,25, nặng 480g. Tay cầm kim loại, chặt chắc tay. Cây này vệ sinh mất logo. Một lớp thép không rỉ. Hàng dày dặn chắc chắn. Cái tay cầm kim loại nó có chỗ bám hả anh chị? Chỗ bám cho mình. R131 80.000, chữ dập chìm. Cái này còn tem mới. Lưỡi dài là 19, rộng 8,8, rộng 8,8, dày 0,2, nặng 300g. Tay cầm gỗ. Những cái mẫu này thì là hàng Nhật bãi hết nha anh chị. Em mua hàng Nhật bãi hết. Mấy cây này thì chỉ có một cây thôi. Này, một lớp thép không rỉ này mình có thể chặt nhẹ được anh chị, chặt gà vịt được với đập thái, đập băm 800. Còn xương sườn thì cũng chặt được, xương ống thì không được ha. R132 700, chữ bắn laser. Dao đất hai hình người.
một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài là 21, rộng 4,5, dày 0,4, nặng 250g. Khâu liền cán ốp gỗ 3 chốt. Dao chép của Đức 700 ạ. R133-500. Này dao chép này của Pháp, France. Chữ bắn laser một lớp thép không rỉ 500. Lưỡi dài là 22,5, rộng 4,5, dày 0,3 xăng. Dày 0,3 xăng. Dao chắc tay, khâu liền cán gỗ 3 chốt. Dao chắc tay đẹp. R134-900, một lớp thép không rỉ. Thương hiệu bắn laser, cây này còn khá mới. Một lớp thép không rỉ, lưỡi dài là 21, rộng 4,6, dày 0,4, nặng 240g. Khâu liền cán ốp nhựa cao cấp, nhựa bóng sáng đẹp luôn anh chị. Dao còn rất mới, 900 ạ. R135-600, dao chép của Picasso, thương hiệu dập chìm, một lớp thép không rỉ, thép molybdenum ạ. Molybdenum. Lưỡi dài là 23,8, rộng 4,5, dày 0,35 xăng. Khâu liền cán gỗ 3 chốt. Full tan. Cái này cái mũi nó hơi sực, khi em mài nên sẽ vuốt lại ha, vuốt nhọn lại anh chị ha. Picasso. R136-400 ạ. Picasso này thì hơi cũ hơn xíu ạ, thương hiệu dập chìm, một lớp thép molybdenum ạ. Này nó hơi có lấm tấm rỗ nhẹ. Lưỡi dài là 21, rộng 4,4, dày 0,25 xăng. Khâu liền cán gỗ full tan 3 chốt chắc tay ạ. Picasso thương hiệu cũng khá lớn. Picasso anh chị có thể mua kèm cái dao gọt này ha. Dao gọt 160. R137 thương hiệu dập chìm, cây này dao 3 lớp thép carbon anh chị. Cây này em không có vệ sinh cái lớp này ha. Nó còn sẽ hơi rỉ rỉ đây, tại vì còn cái lớp ram nó sẽ chống rỉ cho anh chị ha. Này. Đỡ rỉ hơn. 3 lớp. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,4, dày 0,2. Cán gỗ 2 chốt, thương hiệu dập chìm. 3 lớp thép carbon, này là da mới luôn anh chị, nó có vết thế này thôi. R138-300 thương hiệu dập chìm, da 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Dao đẹp, đường vân lưỡng sóng. Lưỡi dài là 16, rộng 4,6, dày 0,2 xăng. Khâu kim loại cán gỗ bát ca, gỗ rất là đẹp anh chị. 300 cây dao đẹp, bản còn rộng. R139-300 thương hiệu dập chìm, dao 3 lớp loại thép carbon, ốp không rỉ. Nakiri, lưỡi dài là 16,5, rộng 4,5, dày 0,2 xăng. Cán gỗ 3 chốt, cầm chắc tay 300. R140-350 thương hiệu dập chìm, loại thép carbon, ốp không rỉ. Nakiri, lưỡi dài là 16,5, rộng 4,5, dày 0,2. Khâu nhựa cán gỗ đẹp ạ. R141-1000 cây này Toji thép bột ạ. Thép bột steel drop, drop đây ạ, molybdenum drop forging. 1000000 cây này ạ. Da một lớp thép bột, thép tốc độ cao, lưỡi dài là 17,5, rộng 4,7, dày 0,2. Khâu nhựa cán của nó là chắc cán như thế này anh chị, kiểu cán nhựa cao cấp anh chị, cán nhựa màu trắng cao cấp. 1000000. R142-380 thương hiệu dập chìm, Shiroyama Sakai, một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài là 17,5, rộng 4,1, dày 0,2 xăng. Khâu liền cán gỗ 3 chốt. R143-450 ạ. Da 3 lớp loại thép carbon, loại thép có carbon nhẹ nha anh chị. Cây này nó không rỉ nhiều đâu. Lưỡi nè, đường lưỡi, đường vân, rượng sóng rất là đẹp. 450 thương hiệu dập chìm. À, thép này nó không có carbon luôn. Thép gold, VG. Loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Đường vân lượng sóng rất là đẹp anh chị, da mới đẹp. Dài là 16, rộng 4,5, dày 0,2. Ốp kim loại cán gỗ 3 chốt. Cán gỗ đẹp. R144-450 ạ, thương hiệu dập chìm. Dao một lớp thép không rỉ, D3 kiểu này hơi lạ anh chị ha. Thương hiệu phía sau cũng có dập chìm ạ, Fuji Momitsu. Cái hoa này anh chị, hoa lại dập chìm xuống luôn á.
Lưỡi dài là 15, rộng 4,5, dày 0,2, nặng 220g. Cán gỗ đẹp 3. R145-800. Mizuno, dòng Mizuno này cũng khá đặc biệt anh chị. Cái Mizuno này em mài cho nên nó dính dầu ở đây xíu anh chị. Mizuno thương hiệu dập chìm handmade, thép không rỉ, khâu liền cán gỗ đỏ đẹp 800 ạ. Lưỡi dài là 17,5, rộng 3,8, dày 0,2 cm. Một lớp thép không rỉ. R146-250, thương hiệu dập chìm. Này của Pure Life, thương hiệu dập chìm, một lớp thép không rỉ. Được cái thước dày vậy đúng không? Thật. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,5, dày tầm khoảng 0,2 cm. Ghi bút đỏ cũng được. R147-300, thương hiệu dập chìm. Này một lớp thép carbon nguyên khối anh chị. Lưỡi dài là 17, rộng 4,3, dày 0,2. Khâu liền cán gỗ 3 chốt full tan. R148-320, này thép giấy trắng, thương hiệu dập chìm, da 3 lớp lõi thép giấy trắng, đường vân lượng sóng, hoàn thiện Naseri. Lưỡi dài là 16,5, rộng 4,7, dày 0,3. Ở đây ha, ở trên này còn khoảng 0,2 cm. Thép giấy trắng hoàn thiện Naseri, đường vân lượng sóng đẹp. 146. R149-307, thương hiệu dập chìm, da 3 lớp, loại thép carbon, ốp không rỉ. Lưỡi dài là 17. Lưỡi dài 17. Em xem. 17 thôi anh chị, lưỡi dài 17. Rộng 4,6, dài 0,2, Nakiri này đẹp anh chị. Cán gỗ. Khỏi đi hết mưa. Cán gỗ anh chị. Dao Nakiri đẹp. R145-150-350 ạ. Này của Kai nội địa, thương hiệu dập chìm, da 3 lớp loại thép carbon, lưỡi dài là 16,5, rộng 4,5, dày 0,2 cm. Ốp kim loại, cán gỗ 3 chốt. 350. R151-370 ạ, Mizuno thương hiệu dập chìm. 370, khâu liền cán gỗ. Mizuno này nên Mizuno này nó đặc biệt hơn cái này ha. Đa số là mình sẽ gặp cây Mizuno handmade như thế này. Cây Mizuno handmade này giống như kiểu đặc riêng. Mizuno handmade đa số là cán đen không anh chị, ít gặp cán đỏ lắm. 370. Lưỡi dài là 17,5, rộng 4,2, dày 0,2. Chữ phía sau có dập chìm Kitchen House nữa. Khâu liền cán gỗ 2 chốt. Cán nó có hơi hở nhẹ nha anh chị, hở nhẹ xíu thôi. Em xử lý độ keo AB rồi. R152-350, thương hiệu dập chìm, một lớp thép không rỉ. Lưỡi dài 21, rộng 4, dày 0,2 cm. Dao 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Khâu liền cán gỗ 3 chốt full tan. R153-600 ạ. Này của hãng MAC, thương hiệu dập chìm, lưỡi dài 21, rộng 4,6, dày 0,25, nặng 250g. MAC thương hiệu dập chìm hai mặt, Made in Japan, thép không rỉ 600, khâu liền cán gỗ 3 chốt full tan 600. Cây này phần này nó hơi cao trên này xíu anh chị ha, phần thái nó hơi cao hơn xíu. R154-800 ạ, thương hiệu dập chìm của MAC luôn. Một lớp thép loại này, thép molybdenum anh chị, thương hiệu dập chìm. Nó có dập chữ này là thép xịn, dao xịn lắm. Hãng MAC dập chìm. Lưỡi là 26, rộng 3,6, dày 0,25 ạ. Nặng 230g. Khâu liền cán gỗ, phần cán dưới này có dập tên hãng nữa. Dao đẹp chắc tay. R155
600. Một lớp thép carbon nguyên khối anh chị, thương hiệu Dập Chìm. Cái này phần cái cán này anh chị, cán này thì mình dễ làm cán lắm anh chị. Hai miếng gỗ mình ốp vô mình bo lại, dùng áp vít bắn vô là được anh chị. Này hàng thanh lý tại người ta bắn sai cái vị trí của cái này sao. Một lớp nguyên khối thép carbon ạ, lưỡi dài 27,5, rộng 5,3, dày 0,2 ạ, nặng 140g. Bản bự anh chị. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.